Xin chào các bạn. Hôm nay Hoàng có dịp bán cái cây đàn trước mặt này nè. Đây là cây EOS 01C. Đẹp chưa? Đó, đây là một trong những cái cây đẹp nhất từ trước đến giờ mà Hoàng đã từng nhập về. Đẹp ha. Đó, nó có 3 tầng, 2 tầng tay và 1 tầng bát chân. Rồi có pedal. Thì cái cây này rất là phù hợp đánh trong nhà thờ. Đó, tụi Hoàng chuẩn bị đóng gói để đem cây đàn đi. Trong lúc chuẩn bị đóng gói cây đàn để Hoàng đi giao ở Biên Hòa thì kế bên là có anh khách, anh đang thử cái cây Roland LX705 nè. Anh kêu là anh tự học nha, mà anh tự học qua app á. Thế mà anh đàn khá lắm các bạn. Công nhận có nhiều người ta thông minh, người ta có khả năng tự học cao hay thiệt. Xem anh đánh một chút nha. Rồi, bây giờ bên Hoàng chuẩn bị đóng gói cái cây đàn để cho lên xe để bắt đầu đi giao cho sơ. Rồi, bắt đầu đi từ Sài Gòn đi về hướng Biên Hòa này. Thì sơ là thuộc một cái nhà dòng nữ ở kế cái nhà thờ Hà Phát ở ngoài Đồng Nai đó. Thì bây giờ tụi Hoàng đi là cũng phải 1 tiếng đồng hồ mới tới. Thì ở Đồng Nai Biên Hòa này tụi Hoàng bán được rất là nhiều đàn. Ngay cả cái chuyến đi này của Hoàng á, là Hoàng giao một lượt 2 cây, một cây Electone cho sơ và một cây Pino điện là cây CLP 535 cho một cái anh ở ngoài cũng gần giáo xứ Hà Phát này luôn. Thì hôm vừa rồi Hoàng cũng bán một cái cây đàn y chang như thế này cho nhà thờ Tân Định này. Đó, các bạn coi clip của Hoàng nha. Cơm yêu thương, cơm yêu thương, quẹ trái chỗ này. Cơm yêu thương đây nè. Đấy. Dãy trái, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Cơm yêu thương, em đoán là đâu đây rồi đó. Hoặc ở đâu đây nè. Cổng Martino. Này là thuộc nhà thờ Hà Phát nè, Hà Phát nè. Hà Phát. Em thấy sơ bảo là cơm yêu thương để em đi xuống Hà Phát. Thuộc nhà thờ Hà Phát. Đây là bên hông của nhà thờ Hà Phát này. Sơ bảo là gần đây. Thì ra là sát bên luôn. Chào sơ ạ. Mình dè đi cho đi. Cái cây đàn này là khá là nặng các bạn. Mà còn lại lên một lầu nữa. Cũng may là Hoàng đã nói sơ trước á là sơ ơi, sơ chuẩn bị cho con khoảng 3 anh, 4 anh á phụ con khiêng cây đàn lên. Thì sơ cũng chuẩn bị luôn một cái chiếc xe nâng á. Tuy nhiên là cao quá, xe nâng không có nâng tới. Cuối cùng là đó, cuối cùng là như thế này là khiêng 4 người.
Nhưng mà công nhận mấy anh khỏe thiệt, là một phát một lên tới nơi luôn. Dạ. Đi giao vào cái giờ cầu nguyện của nhà dòng á, thành ra là mọi thứ phải diễn ra trong im lặng, không có thử đàn, không có test đàn cho mọi người nghe được. Rồi cái lúc này á, là Hoàng đang hướng dẫn cho Sơ để biết sử dụng những cái phím chức năng, chỉnh tiếng này, lên tông giảm tông gì đó. Rồi căn bản cây đàn này cũng là vậy. Còn lại Hoàng cũng biết là các sơ ở đây cũng biết đàn và biết cách sử dụng cây đàn rồi. Bây giờ Hoàng đã bàn giao cho Sơ xong xuôi. Cảm ơn Sơ. Và chào Sơ, tụi con đi về đây. Hẹn các bạn ở các clip khác ha. Ai mà cần đàn trên nhà thờ ấy, nhớ liên hệ tụi Hoàng nha.